Nam mình như là ở trên Cao Bằng là người ta hay ăn cái món chám, hay ăn cái món xôi chám với lại cái món chám xào với thịt. Bí quyết chọn chám ngon là chỉ cần chọn những cái quả chám nếp đi. Những quả chám nếp thì là mình cắt ra thử thấy nó dày xong rồi là mở ra là nó có màu hơi đỏ đỏ bên trong ấy. Nó có nhựa nó dính tay hơn, những quả chám tẻ thì ăn nó mềm, nó dẻo, nó ngon hơn. Làng xóm ngày xưa là ở cái chỗ này không có thịt mà lại chỉ ăn chám không thôi. Đấy chám với muối. Đó là cái đặc sản của Cao Bằng làm xưa nay rồi. Thế bây giờ thì xào với thịt rồi thì làm xôi thì nó lại có cái đặc trưng là ăn rất ngon và mềm. Bản sắc dân tộc của mình giữ được cái chám đó là rất là tuyệt vời, bởi vì là cái món ăn từ xưa đến bây giờ là chám đen là tuyệt vời nhất. Nó ăn được cả bốn mùa.